Ngập cái đường đi vô luôn nè. Ngập luôn. Đường đi vô bị ngập. Ba, ba ơi. Dạ, con chào ba. Con chim gì đây vậy ba? Ờ, hay ha. Dạ. Dạ. Ôi, chào coi đứng dậy. Chào ông. Coi. Dạ. Đưa tay đứng dậy, đưa tay lên chào coi. Đứng gì được. Đứng gì được. Khổ quá. Dạ. Không không, bà ngồi đấy đi bà. Bà ngồi đấy đi. À. Đi nấu. Con ghé thăm bà. Có một cái cô ở bên California của Mỹ á. Có gửi tặng cho bà 100 đô. Là được 2.320.000 à, con mang xuống cho bà để bà có tiền à, ăn uống rồi thuốc men cho ông cù luôn ha. Dạ đây ăn chứ không phải cho bà ăn một bà. Đây bà con đưa cho bà. Dạ 1 triệu, 2 triệu, 320.000 đủ bà ha. Dạ cái đó là của một cái cô ở bên bên Cali á, của Mỹ á. Vậy tôi cảm ơn mà dạ, trong nước và ngoài nước dạ, dạ, cho tôi được số tiền này tôi cũng mừng lẫn lo cho ổng. Dạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ con đi lui con thăm cái anh giàu. Dạ. Ừ, để đi đại mày. Dạ. Thôi con đi nha ông. Dạ. À, hôm nay là anh ở nhà bà ha. Dạ, mình có bụi hả? Không. Nước ngập nè. Nước ngập quá lắm có việc hả bà? Nước nhập thì ít có ai kêu chú ơi. Dạ. Đi hả? Trời đi, cái đường này con biết đi rồi mà. Nhưng mà đợt này nước ngập hơn nè. Nước ngập đến tới vườn luôn vậy hả bà hả? Dạ. Kiều Cường nó lên đúng không bà? Dạ, đúng rồi, mà nước nó lên cái là mưa xuống là nước lên. Bà nếu mà anh giàu anh đi làm anh gửi con cho bà giữ không? Giữ. Dạ dạ. Bỏ sao được bây giờ nó nuôi con nó mà bỏ nó rồi sao nó mình. Dạ, có tại có nhiều chỗ cho anh vào làm lắm. Dạ. Thì họ để giờ ra hỏi thăm rồi coi anh có đồng ý không. Dạ. Có con cái đi xa chắc không được. Đi tối nó phải về chiều phải về với con đó. Thì con để cho bà nội giữ. Dạ. Tập dần dần cho quen chứ. Đi. Ai giữ thì ai giữ cho ông nội. Ai giữ là ông nội. Nó cổ vậy. Phải tập dần chứ. Phải đi làm chứ không là ở đây. Ở đây mà tháng khô người ta đi. Tháng khô là người ta đi được không à Đúc? Được chưa? Ông. Dạ. Yeah. Rồi, chào anh giàu. Dạ. Dạ. Dạ đi. À chú đi con. Dạ, chú đi. Dạ, dạ. Ngại gì á, ngại gì á. Dạ. Giỏi đi con, giỏi. Dạ, giỏi. À giỏi. Dạ, đi cho mua bánh. Dạ đi. Dạ đi. Bắt tay lại. Bắt tay, đi. Rồi, giỏi. Vậy mai mốt không có cho bánh nữa nha. Không giỏi là không cho bánh đó. Rồi mấy hôm nay không có việc anh hả? Mới làm qua được buổi anh ơi. À làm được có buổi. Dạ bị nước ngập nè, ông kêu nhận thùng ve bờ. À đắp đê á hả? Dạ. À mốt lấy nhận thùng lấy đất lên đó ha. Dạ. Nhận dạ. Mưa lấy đất lên. Dạ. Anh ngồi đi em dạ, em dạ. Thăm cái. Dạ. À hôm nay em ghé em thăm anh thì dạ. Có mấy anh chị cô chú có cho anh được tặng cho hai cha con anh được ít dạ. Tiền. Dạ. Thì ngoài ra thì có hai người là muốn giúp cho anh công ăn việc làm á. Dạ. Thì để bây giờ nói qua thì anh coi cảm thấy có được á thì anh đi làm ha, anh liên lạc để đi làm ha. Dạ. À, thì có một người là cho anh giữ vườn, làm vườn á. Dạ. Thì bao ăn ở. Dạ. Là lương 5 triệu. Có. Đó. Thì cái đó là ở Bình Dương. Dạ. Thì anh nếu mà được thì anh gửi con cho bà nội thì đi làm ở Bình Dương. Em sợ chứ không được quá, bởi vì bà già em mất ông già nữa. Em mà chiều ông về không à. Vậy hả? Dạ, chứ em chiều vợ ngủ với em. Chứ không có em nó quậy dữ lắm. Vậy anh bồng theo đi cũng được hả? Không được đâu, quậy dữ lắm anh ơi. Bồng nó không đi được đâu. À. Mình dưới vườn ta mà có mặn cái xịt sâu thì thuốc rồi chứ. Đó là một. Thì ví dụ khi mà anh đi thì anh đem vô anh gửi trẻ gần đó. Rồi chiều về đón. Đó là một. Còn cái chỗ thứ hai là một cái công ty xây dựng ở dưới Bến Tre á. Thì nói là cũng làm xây dựng, đi theo công trình thì việc thì quanh năm. Thì lương tháng thì anh nói 10 triệu. Thì làm xây dựng thì hơi nặng hơn. Đó thì hai cái thì anh cảm thấy cái nào được thì em cho số điện thoại anh liên lạc để làm. Thì đó là họ giúp cho mình cái công việc làm. Chứ còn tiền nếu mà
cho nhà hào tâm người ta cho mình cho con uống sữa thời gian chứ đâu dạ, cho dạ, hoài được. Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Lên mà nói đi. Này năm nay nó mấy tuổi? Nó 2 tuổi rồi. Đó thì anh giàu tính sao? Để em phải tính lợi mới được anh ơi, anh cho số điện thoại em đi. Rồi. Anh đưa cháu cho bà nội giữ đi để cho em nói chuyện cái. Ui trời. Cái thằng nó quậy 180 luôn á. Đó thì anh yeah. Anh coi chứ khi mà đăng lên vậy thì mọi người thương thì, yeah. Thì gọi điện công việc thì yeah. Muốn giúp cho anh cái công việc để mà làm lâu dài mình yeah. Lo cho con. Yeah. Bây giờ là em nói vậy thôi, chú cho cái số điện thoại hai chỗ yeah. Làm đó đi. Dạ. Yeah. Đó thì anh tính yeah. Sao thì khoảng trong vòng mà ta cần gấp không hay là 5-10 bữa cũng được. Giá thì vài bữa cũng được. Giá thì anh coi thì sắp xếp nếu mà cho số điện thoại đi cái gì con em ra ngoài ông dựng 8 này cái gì điện nói chuyện. Có gì đâu trong số. Yeah. Đây anh số điện thoại thì em đưa có hai người đó, em ghi ra vậy luôn rồi đó. Dạ dạ dạ. Đó. Để mẹ cắt đi để đi. Con mà chiều ra dựng 8 có dựng điện đi ra đây để cho cha nói chuyện mày bữa nay mày quậy phải không quậy được không tại sao nói không nghe đừng để cho chú nói chuyện con quậy quá trời này thiệt mày thì mình tranh thủ đi làm anh ấy dạ, chứ còn dạ. Ở nhà không thì đâu có được, mình còn thanh niên còn khỏe mà còn dạ, sức dạ. Khỏe mà dạ dạ em phải cứ làm chứ phải rồi anh tính sao dạ cũng phải tính đi làm chứ rồi. Em phải tính làm chứ bỏ nhà thì chắc nghe không được quá mẹ mới giữ này kia mua nó nữa sao gửi nhà trẻ gì đó thì anh gửi trẻ ví dụ giờ anh làm 5 triệu anh gửi trẻ 2 triệu thì vẫn còn 3 triệu để mà trang trải chứ mình cứ ôm con ở nhà gì thì đâu có được mới có 2 tuổi con 2 tuổi rồi chứ có phải nhỏ gì nữa bà nội giữ cháu với bà nội bây giờ bà giao bà nội giữ nha theo tôi đứng cửa giữa tôi phân về chú Thảo nghe vậy nha dạ bây giờ mà nếu mày đi làm công trình này dưới 10 triệu ở Bến Tre phải không thì bây giờ mày phải gửi cho ba 4 triệu giữ con còn 6 triệu mày cắt đúng rồi hoặc gửi cho bà nội 5 triệu cũng được chứ dạ. Giống 5 triệu gì đó dạ cũng như vậy đó vậy chứ còn bả đâu giữ không được dạ dính cái thời gian ra đặng còn lo cho ổng phải ổng dạ. Có bệnh á thì nói gì phải không mình bắt tử cái tính đi chừng nào bà ngồi qua đây luôn đi bà dạ thì bà tính bà có làm được không bà có lo giữ cháu giùm cho ảnh được không để ảnh đi làm công trình mình phải cố gắng chứ dạ đúng rồi phải ráng chứ ví dụ bà có làm cho ông thì bà để cháu đó rồi bà cháu có phải quá nhỏ rồi đâu 2 tuổi rồi đợi đó rồi ôm rồi làm cho ông rồi xong rồi coi ngó cháu cũng được chứ dạ. Nhưng mà ảnh làm về thì ví dụ anh làm 10 triệu thì anh phải gửi cho bà 5-6 triệu gì đó chứ rồi làm vậy đó người ta lên người ta rước hay gì thì anh liên lạc thì hỏi đó hoặc đúng rồi liên lạc rồi có thể là mình bắt xe về tới đó người ta cho địa chỉ thì về tới thôi nó dễ mà đi về Bến Tre cũng đơn giản mà đi gần hơn ngoài Đồng Nai dạ nhưng mà ví dụ việc anh thì anh làm việc nặng được đúng không dạ em giết hình rồi này kia đó rồi này kia được chứ hả theo công trình làm tiền nó nhiều hơn thì để dành mà lo cho con ấy. Em nhận thùng rồi giấc mương này kia làm được hết chú nói vậy theo tôi thấy nếu con làm á là tiền cái số tiền như phải gom đây để gửi đặng mình kiếm cái miếng đất nào cho vừa dạ đúng rồi cất nhà cất cửa ở chứ đâu phải dày hoài dạ dạ đâu có thể ở mà ở kiểu này được bây giờ mua miếng đất dưới quê này chắc phải 100 triệu á chú ha dạ cỡ 100 triệu á chứ không có rẻ hơn được đâu có rẻ không ạ ở trong này đồng lòng này chứ ra lộ là dạ không con nói ra lộ ý là con nói là trong vườn này là mua cái mảnh đất 100 triệu cất được cái nhà chứ dừng cái chòi lên ở được cũng có cái đất của mình chứ bây giờ em nói là giống như mình đi làm công trình đi tháng mà họ giúp cho mình tháng 10 triệu ha làm công trình 10 triệu mà bao ăn ở đi theo công trình rồi mà thì gửi cho bà 5 triệu mình cũng còn được 5 triệu thì một năm cũng giữ được 60 triệu đó là anh làm 2 năm cố gắng hết sức lần về có được cái mảnh đất rồi thì đó là nếu mà anh chịu khó anh cố gắng
Thì người ta giúp thì người ta giúp một lần và người ta giúp cái cần câu thôi chứ ít ai mà giúp con cá mà cho mình ăn hoài. Dạ đó, mà hơn nữa là giống như anh cũng còn thanh niên mà trẻ khỏe mà đó. Thì bé giờ nó hơn 2 tuổi thì nó cũng lớn rồi. Có mấy người giống như là con mới 1 tuổi mà phải đi gửi trẻ để đi làm công nhân đồ đó là sao? Dạ thì trong cái điều kiện nào cũng vậy, khó khăn cỡ nào mình cũng phải cố gắng vượt qua chứ. Đừng hỏng con. Công nhân thì biết chữ mà. Phải qua. Biết chữ đâu mà công nhân. Hả? Công nhân mà cần gì? Công nhân mà bà, không có cần chữ nhưng mà công nhân thì lương nó thấp hơn. Còn đi công trình thì thấy lương nó. Dạ, giống như thanh niên như mình khỏe vậy á. Như ngoài công trình cầu nè. Đi làm hồ này kia. Đúng rồi, đi làm hồ đó, công trình xây dựng của người ta là người ta thầu nguyên một cái công trình lớn vậy. Dạ. Thì đó là cái nếu mà công trình là cái tờ giấy có cái số công trình nha. Anh liên lạc tranh thủ đi chứ ví dụ đôi khi là người ta đủ, người ta coi được thì người ta thương thì người ta muốn nhận mình, nhưng mà đôi khi mình bỏ qua cơ hội thì nó tiếc lắm. Đó thì tranh thủ gọi cho cái anh đó nói là thì có coi anh khám phá vùng quê vậy đó. Dạ thì có giới thiệu thì nói anh tên Giàu là người đó biết à. Dạ thì tại vì người ta cũng liên lạc với con á mà. Dạ thì con mới lưu lại rồi con đem đến. Đó thì thôi thì cố gắng thôi chứ người ta giúp cho mình cái cần câu thì mình cố gắng. Dạ thì hôm nay em ghé thăm hai cha con thì có cái số tiền của mấy anh chị cô chú cũng giúp cho anh để mà anh mua sữa cho bé. Cái số tiền này là 5.799.000 là 5.800.000 á. Thì nếu mà anh đi làm thì có cái số tiền này coi như là mọi người giúp cho anh cái tháng đầu tiên rồi đó. Thì anh gửi 5.000.000 này anh gửi cho bà nội 3.000.000 đi bà nội, để bà nội lo cho sữa cháo, còn mình lấy 2.000.000 mình dằn túi mình đi làm đây cũng được rồi. Đó là vậy đó. Thì mọi người là giúp về là giúp hết sức rồi đó. Đây rồi em đọc cái tên của mấy anh chị cô chú tặng cái rồi em đưa tiền cho anh Giàu ha. Có cô Nga ở bên Mỹ gửi tặng cho 2.000.000 đồng. Hai anh chị ở Úc gửi tặng cho 1.639.000. Một cái cô ở bên California của Mỹ là tặng cho số tiền 1.160.000, 50 đô đó. Rồi một cô ở bên Úc gửi tặng cho số tiền 1.000.000 đồng, là tổng cộng cái số tiền là 5.799.000. Là em làm tròn thành 5.800.000. Đây anh cầm số tiền và anh đếm giùm em coi đủ không cái. Đó. Dạ. Cho 5.800.000 đủ anh ha. Rồi anh có muốn cảm ơn mọi người không? Em cũng cảm ơn trong nước ngoài nước, mấy chú mấy anh mấy chị, em cũng rất lòng cảm ơn. Rồi thì anh hứa với các cái nhà hảo tâm ha, thì mình cố gắng mình đi làm để mà lo cho con. Lo cho con đến nơi đến chốn chứ. Thôi anh ngồi đi anh. Anh ngồi đi. Rồi thôi anh cất tiền. Là coi như là cái số tiền này là mọi người giúp cho anh cái giai đoạn đầu ha. Thì để dành sửa cho con rồi gửi cho bà nội ít rồi còn mình dằn túi mình đi làm. Chứ giờ em thấy là tháng mưa thì công việc mình đây nó cũng ít đúng không? Ít hơn ơi, tháng này là cũng như rồi luôn đó. Nó kêu làm chứ. Đó. Ngày qua mà từ bữa đó anh vô tới ngày qua người ta làm con buổi mà nước tràn kêu nhận thùng con buổi một buổi sáng à. Vậy rồi. Vậy thì thôi mà sao mà sống đủ. Bà già quá vậy sáng là làm buổi sáng rồi. Chú biết không, có khi có tiền thì mua sữa nó bú, không có thì nước cơm quậy cho nó uống. Chứ giờ không có tiền đâu, tôi già tôi mệnh gì có tiền. Vậy thôi thì bà gắng giữ cháu nội đi rồi ảnh đi làm ảnh gửi tiền về. Có kêu thì tôi cũng giữ, nó đi mận đất hay gì nữa tôi cũng giữ cho nó đi mận hết chứ. Thì thôi mặc dù nó hơi khó đó bà, vừa lo cho ông rồi mà vừa lo cho đứa cháu nội này thì cũng hơi cực. Hơi cực chút nhưng mà thôi mình cố gắng á, cơ hội nó đến thì mình một người ráng một xí. Bà ráng giữ giùm cháu thì ảnh là yên tâm, anh đi làm thì anh làm có tiền ảnh gửi về. Anh thấy vậy được ha. Cơ hội mọi người đem đến cho mình thì đôi khi cơ hội mình đến mà mình nắm bắt là nó qua đi. Đó nó nói vậy đó. Anh có nhậu nhiều không? Em ít lắm nơi cũng dạng thôi gắng làm đi. Nhiều khi anh em cũng làm sương sương chút đỉnh này, bởi vì mất nhóc mà đâu dám nhậu. Mất nhóc này nhậu sao giữ nó được. Mất nhóc này cho con uống này nhậu sao giữ nó. Thôi gắng đi làm á. Công việc mà nó đến người ta đem đến cho mình luôn rồi mà bỏ qua thì nó uổng lắm đó.
Dạ. Rồi, chiều nay cơm nước gì chưa? Nấu rồi anh ơi. Dạ. Vậy là bắt đầu mai điện đi. Dạ, điện liền cái tranh thủ ý đó. Dạ. Có số đó là mình điện liền ấy rồi. Dạ. Người ta hứa rồi hả? Xin anh đó cái địa chỉ luôn. Dạ. Xin cái địa chỉ ở đâu thì đến ngày đó mình bắt xe qua thôi. Dạ. Dạ. Ở mà bánh xe mà như thò đi xuống. Đúng rồi, xuống gần mà. Dạ. Vậy vậy thôi ha. Dạ. Rồi em chào anh, rồi dạ. Con chào bà nha bà. Dạ. 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 Em cũng rất cảm ơn anh. Dạ rồi. Dạ. Dạ.